What's up with you? Hello. What'd it do? Motherfucker. As if. And people say I'm a disgrace to society? Hey, what's up, baby? Hi. Hey. Lame ass bitch. Whatever. That's an interesting vibe you got, baby. Hola. I ain't got time for bullshit. Man, you pathetic, fool. Oh. Hello there! You can ignore me, but you cannot ignore the truth. What's going on? The truth is that dinosaurs are a lie that people believe because they are too weak. And it was weak. Amazing, because people are so the world when is poor. Only you know 157 I'm just years with old. Real people. I hate living in we are all descended from the same tree. Find out more at EpsilonProgram.com. Hello? Giplon. What's up, homie? How's everything going with you? Great. Really great. How are you? Hey, dude. Hey. Hey, what's up with you? I'll bury you. I'm gonna knock some sense Who? Into you. Jerk! Thằng tôi này đã khác, không còn chất phác như xưa, không còn hình hậu như xưa, vì số phận đẩy đưa. Thằng tôi này đã khác, không còn chất phác như xưa, không còn hình hậu như xưa, vì số phận đẩy đưa. Thằng tôi này đã khác, không còn chất phác như xưa, không còn hình hậu như xưa, vì số phận đẩy đưa. Tên của ta là Chí Phèo, vừa sinh ra đã nghèo, thân phận bóng bèo nên chẳng ai thương. Cuộc đời bị hại nên đã lầm đường, lạc lối trong bóng tối không biết ngày mai. Làm điều sai trái, lúc nào cũng say xỉn, lúc nào cũng ngã nghiêng. Con mắt thì liêm diêm, ô Chí Phèo, đầu óc thì quay quay, mặt mày thì đỏ gay, ngày đêm cũng không hay. Đòi nợ là ta, ta đây là Chí Phèo, ai thấy cũng phải tránh xa. Gắt mặt cao nhà đòi nợ là ta, ta đây là Chí Phèo, ai thấy cũng phải tránh xa. Chocolate awesome.
this body. I was operating at the perimeter of my parameters, and you were being reckless. And now you're having a whinge. A what? Listen, meet me by the airport when you're grown up here, all right? And I'm an 8-7 gangster. Think what you want, I keep one in a chamber. A real cartel nigga. Put it on a trigger. If you step, I'ma put your ass in a rip.
fucking minutes for they last in. In a mood to get my blast in. Getting dips cause I'm down with the grips and the blood. Ride home. I don't want to walk back on my own. Yeah, I don't blame you. Come on.